chiếu giá rẻ có thật sự thay được tivi. Chuyện là nhà có mỗi một cái tivi, mà mình và mẹ thì lại thích xem hai thể loại phim khác nhau. Đưa đồ bấm đây, mày qua nhà sớm xem ké đi. Tình hình như này là không ổn rồi. Máy chiếu giá rẻ có thật sự thay được tivi. Chuyện là nhà có... Máy chiếu giá rẻ có thật sự thay được tivi. Chuyện là nhà có mỗi một cái tivi, mà mình và mẹ thì lại thích xem hai thể loại phim khác nhau. Đưa đồ bấm đây, qua nhà ké đi. Tình hình như này là không ổn rồi. Mình quyết định một em máy chiếu về để tha hồ mà xem phim. Em máy chiếu này thì khá là nhỏ gọn, thiết kế thì cực kỳ đẹp và sang trọng, có đầy đủ tất cả các cổng kết nối.